Xin chào các bác, hôm nay em về được 3 bộ Senesu G4 đầu 835, hàng có rất đẹp các bác nhé. Đây, nguyên bản, tay chân nguyên bản 100% luôn, còn rất đẹp. Các bác nhìn cái đầu nó còn mới như này cơ mà. Đấy. Gần như cái này người ta rất ít sử dụng các bác ạ, rất ít sử dụng. Đây. Nói chung là đạt được khoảng mới được 98%, rất mới. Đấy, cái này trên nó chỉ bụi thôi, lau chùi qua sạch. Đây các bác nhìn sau này, còn dưới bóng mặt còn chưa bóc luôn. Mic của Đức các bác nhé, Vemani. Bộ này thì sóng đầu 6, Ren B sóng đầu 6. Đây các bác có thể xem Senesur xịn. Và bộ này thì mới ở bên Trung Quốc đang bán với giá 5.800 tệ của một bộ các bác nhé. 5.800 tệ. Các bác biết 5.800 tệ là bao tiền không? Rất đắt đúng không? Gọi là 6.000 đi, 63 18, 65 nó khoảng tầm 22 triệu, 21 triệu, 22 triệu một bộ. Đấy, mà hàng còn đẹp như này. Đây của Đức xịn các bác nhé. Hàng còn đẹp như thế này. Em báo giá luôn cho các bác là em bán cho các bác với giá là 11 triệu cho một bộ các bác nhé. 11 triệu một bộ này, 800 tệ một bộ bên Trung Quốc, rất là đắt. Cái này là nó cái tai bắt vào thôi, cái này em xoáy vào thôi, cái tai nó bắt vào này. Đấy. Có một bộ thì nó hơi bị cấn này một tí, nói chung là không ảnh hưởng. Bán cho các bác 11 triệu 500 nghìn một bộ các bác nhé, có 3 bộ thôi, cũng không có nhiều, thi thoảng mới mua được vài bộ đẹp quá chất lượng đúng không? Senesur dâu nguyên bản luôn nhé các bạn nhé, dâu còn nguyên bản luôn. Đầu các bác đấy, thì bác nào có nhu cầu alo cho em nhé.